Xin chào cả nhà đang xem video trên kênh Yêu Vườn nha. Ngày hôm nay thì mình cùng gia đình một người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh lên một cái căn nhà làm homestay, đang cho thuê làm homestay ở khu vực thành phố Đà Lạt nha cả nhà. Thì mình lên cái khu vườn này thì cái căn nhà này mình thấy rất là đẹp. Lát mình sẽ đi dạo khuôn viên cảnh quan như là chia sẻ những cái hay của khu vườn này cho cả nhà tham khảo. Căn nhà màu tím rất là mộng mơ nha cả nhà, nằm trên một địa hình triền đồi rất là đẹp và view cũng cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì bạn của mình thì ở thành phố Hồ Chí Minh, mình thì cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu là mình làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà khoảng 2 năm gần đây thì mình là cũng sinh sống rồi đi lên đi xuống thường xuyên từ Sài Gòn và về ở Bảo Lộc. Hiện tại thì mình đang ở Bảo Lộc thì cũng thuộc Lâm Đồng thôi. Nhưng mà bạn mình lên hôm qua thì ở Bảo Lộc chơi một ngày thì cũng hết chỗ chơi. Thực sự là ở Lâm Đồng thì có hai chỗ chính để chơi. Nếu như mà các bạn cả nhà ở xa tới thì có hai chỗ, hai địa danh. Đó là Bảo Lộc và nổi tiếng nhất là Đà Lạt. Thì thật nói gì nói thì Đà Lạt nó vẫn có nhiều cái hay, vẫn nhiều cái để tham quan, để vui chơi hơn so với Bảo Lộc. Nên là mình quyết định nhà mình cùng với gia đình của người bạn, cũng là hai vợ chồng với một em bé, thì thuê một cái căn homestay trên này, một căn nhà nằm ở khu vực là, đây là nó không nằm ngoài vùng ven nha cả nhà, nằm ở khu vực xã Xuân Trường. Nếu như mà cả nhà biết tới khu vực Cầu Đất Farm, thiên đường săn mây Cầu Đất, ở đây có nhiều cái homestay, nhiều cái địa điểm check in rất là nổi tiếng. Nói chung là nổi tiếng nhất có thể là Cầu Đất. Thì ở đây là xã Xuân Trường ha. Thì từ cái vị trí của khu đất này mà chúng ta đi về ngay chỗ khu vực Cầu Đất Farm tầm khoảng 3 cây nha cả nhà. Còn về ngay trung tâm của thành phố của Đà Lạt á, thì nó là 18 cây ha. Thì căn nhà này thì nó xây trên cái, nó địa hình nó là triền xuống nha cả nhà. Nó tận hình, tận dụng cái địa hình đồi dốc, nó làm cái kiểu homestay rất là đẹp. Còn đây là cái mặt cái đường chính ở trên này đó, và từ đây chúng ta thấy một cái dốc đổ xuống ha. Từ đây đi ra ngoài đường lớn thì tầm khoảng 500m thôi. Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường nằm ở ngoài đó, thì ở đây thì gần như là tiện ích thì cũng đầy đủ hết đó. Và cả nhà có thể thấy là cái view đây rất là đẹp này cả nhà, cực kỳ đẹp luôn. Và ngày xưa cái miếng đất này mình thì không rõ lắm, nhưng mà mình nghĩ đây là một cái miếng đất nó dốc xuống cả nhà, và chủ đất họ sang lấp mặt bằng, họ cải tạo làm cái khuôn viên ở trên này, ở dưới kia họ sang bằng để xây cái nhà đó, còn địa hình nó là dốc thẳng suốt. Lát mình xuống dưới tận dưới kia cho cả nhà xem. Thì cái miếng này nó là 2 sào nha cả nhà, tổng diện tích nó là 2000m². Mình cũng do chủ của căn nhà này là cũng người quen của mình ở thành phố Hồ Chí Minh ha, nên mình lên thuê thì lâu lâu thì có bạn bè người thân thiết thì họ mới cho thuê thôi, chứ còn bình thường thì cũng chủ yếu là họ xây để họ làm nhà vườn nghỉ dưỡng, chứ không phải là kinh doanh là chính. Chẳng qua cũng mối quan hệ thì mình thuê cái căn này thì cũng để giá ưu đãi cho mình đó. Thì mình thấy căn này cũng khá là đẹp, thì mình làm cái video để chia sẻ đến cả nhà hình thức này. Đây chúng ta xem cái nhà này này, một căn nhà xây có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, nhà bếp đầy đủ tiện nghi. Nhưng trong nhà thì đang có con nhỏ trong nhà, với lại cũng không gian thì mình cũng xin phép là không chia sẻ trong cái không gian ở trong nhà, nó riêng tư một tí. Nói chung là nội thất thì cũng rất là bài bản, rất là ok. Và mình rất là thích ở đây là khuôn viên, cảnh quan trồng hoa rất là đẹp này cả nhà. Một cái khu vườn 2000m² mà ở Xuân Trường thì ở thành phố Đà Lạt thì bây giờ giá cũng rất là cao cả nhà. Và cái nhà này thì nó cũng mới vừa hoàn công xong năm ngoái thôi. Đó, thời điểm năm ngoái. Đây bây giờ để mình cho mình đi từ ở trên trên này ha, để mình xem cả nhà xem. Ở đây nó trồng những cái cây hồng thiên hương này cả nhà, cây dây leo hoa rất là đẹp luôn. Đây là hồng thiên hương đó. Thì cái chuyến đi hôm nay thì mình lên xem một số cái farmstay ở khu vực Cầu Đất do người bạn này, thực ra là cũng là người anh lớn tuổi hơn mình, thì cũng đang đầu tư mảng làm bên mảng xây dựng chuyên về kiến trúc sư, và đang nghiên cứu một số mô hình làm homestay để đầu tư, để nói chung là định hướng để kinh doanh. Nên là cũng sẵn là mình ở trên này thì cũng làm việc ở trên này nhiều rồi, thì bạn bè cũng thân thiết thì dẫn đi
tham quan. Với lại mình cũng đang rất là quan tâm cái mô hình đó, vì thực sự là mình cũng có một số cái quỹ đất cũng định hướng về lâu dài thì có thể kết hợp làm trang trại, làm farm, kết hợp thêm du lịch. Nhưng hiện tại thì tiềm lực tài chính cũng chưa đủ, nên là trước mắt là mình cứ đi tham khảo đã ha. Có cái gì hay thì mình đúc kết và có thể là mình chia sẻ đến cả nhà tham khảo. Ở đây nó trồng những cây thông này cả nhà đó. Trồng đủ cây ăn trái, xoài, ổi, dâu tầm. Dưới kia có cái vườn hồng rất là đẹp. Để mình xuống cho cả nhà xem cái vườn hồng nhé. Vườn hồng khoảng mười mấy cây rất là đẹp luôn. Đây, để cho mình xem cả nhà xem cái vườn hồng nha. Đây, cái trồng mấy cái mua nha. Mình nhìn cơ cảnh quan hoa đủ luôn này. Mua tím này, hoa đây là như hoa bướm này cả nhà. Hoa bướm sắc pháo, hoa bướm vàng sắc pháo đỏ. Bên kia trồng những cái cây ngũ sắc làm những cái bức tường đây này. Ngày xưa cái đất này họ làm cái kè này cả nhà. Nó làm cái kè để chống sạt lở và đổ cái mặt bằng dưới này để xây một cái nhà. Mặt bằng thôi, mặt bằng thì mình nghĩ tầm khoảng cỡ 200 m2 này, hơn 200 m2 một tí ha. Làm cái mặt bằng đổ kè dưới, lát mình xuống cho mọi người cả nhà xem đó. Rồi bắt đầu là đổ đất trồng những cây ăn trái. Đây có cây hồng rất là đẹp này cả nhà, có khoảng hơn chục cây đó, giờ đang ra trái này. Đó, hồng nhìn nè, tiếc quá là cái mùa hồng như là tháng 7, tháng 8 mới có trái, mới chín, bây giờ nó mới có, đây, nó mới còn trái non như thế này rồi. Mình lên đúng mùa chắc phải tháng 7, tháng 8 mình quay lại. Ở bên này nữa này, nhiều lắm, hồng này rất là sai luôn, hồng đen như là hồng vuông đó nha, dày đặc luôn. Đây, dưới này nữa, này có ông nhóc nè, ông đá banh mà ông để cái banh dính lên cây hồng luôn. Đó, đây, cả nhà nhìn thấy không, view rất là đẹp ha cả nhà ha, view rất là đẹp luôn. Nơi khu vực xã Xuân Trường này, cái miếng này mình thực sự là mình tới mình rất là thích. Rồi để mình xuống đây cả nhà xem nha. Đây này, cái này nó kè trên này này đó, cái mặt bằng ở trên thôi, nó đổ đất nó kè để chắc chắn chống sạt lở nha cả nhà. Đó, chúng ta thấy từ trên cao này nhìn xuống này, từ trên đổ dốc xuống nhá, thì nó là một cái địa hình thẳng dốc xuống này luôn đó. Dốc đất dưới này mọi người thấy là nó còn dốc xuống nữa, sâu thâm thẳm luôn. Nhưng mà cái hay ở đây là chủ nhà họ biết làm cái mặt bằng nó vừa giữ được cái tự nhiên, kết hợp theo cái kiểu mình những cái nhân tạo mình vào, nhưng mà làm rất là đẹp. Hai bên ha, khu viên có lối đi ở giữa căn nhà ở trên đó. Bên đây là khu nhà lưới trồng rau rồi cả nhà, đúng kiểu đặc trưng của Đà Lạt đó. Vườn hồng thì cực kỳ sai trái, mà rất tiếc là lên không đúng mùa đó. Trong này trồng hoa ngũ sắc rất đẹp này cả nhà. Những bức tường này dày, sau này mình nghĩ chắc như này họ trồng thêm rau, trồng thêm hoa như này rất là đẹp. Cái vườn này thì mới làm khoảng hoàn công khoảng cuối năm vừa rồi thôi đó. Thì cũng nhà cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Nhìn góc này view rất là chill cả nhà ha. Mấy bạn trẻ mà thích check in thì về cái chỗ này thì hơi bị tuyệt vời luôn rồi. Xung quanh thì vườn tược, trồng thì chủ yếu là trồng hồng, trồng thêm một số loại cây ăn trái lúc nãy mình có chia sẻ đầu video đó. Nói chung là mình thấy cái vườn này khá là hay, khá là đẹp, và thật sự mình tới là mình thích liền. Nội thất ở bên trong thì cũng cơ bản nhưng mà đầy đủ cho mình sử dụng. Nhà chủ yếu là chủ ở thành phố Hồ Chí Minh, họ làm cái căn nhà này để lâu lâu về nghỉ dưỡng đổi gió. Cũng là một doanh nhân cũng thành đạt ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi lâu lâu có bạn bè, khách hàng, đối tác, người quen thì có nhà ý muốn thuê để ở thì họ cũng sẽ cho thuê ở với giá ưu đãi, chứ còn chính thì họ không có làm dịch vụ. Mình thấy cái nhà này cũng khá là đẹp, khá là hay, thì chia sẻ với cả nhà cùng tham khảo. Thật sự rất là đẹp. Lát nữa mình bay flycam lên cao đó, cho cả nhà xem hình ảnh của cái căn homestay này cả nhà xem. Căn này thì nó là xây nhà, nó là nhà bằng gỗ nha cả nhà, nhà bằng gỗ, nhà không có xây bằng tường gạch mà nhà bằng gỗ
đúng kiểu bản chất của căn homestay nghỉ dưỡng đó, trên địa hình triền đồi tự nhiên, nhưng mà họ rất là tài tình trong cái việc là thiết kế cái khuôn viên của nó làm một cái mặt bằng ở giữa, còn lại thì vẫn giữ nguyên được cái địa hình nó triền dốc tự nhiên như thế này. Thật sự mình rất là thích, rất là đẹp. Và con của mình còn rất là nhỏ thôi, khoảng chưa tới 3 tuổi, nhưng về thấy rất là thích khu đất này. Có không gian cho bọn nhỏ nó vui chơi chạy nhảy thì mình cảm thấy rất là thích. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi video trên kênh Yêu Vườn nhé. Thì trong chuyến đi thì mình sẽ đi xem một số cái homestay, một số cái farmstay mô hình hay, có cái gì hay thì mình sẽ chia sẻ đến cả nhà để cả nhà có thể tham khảo. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Yêu Vườn nha.